bạn nha. Thì mới đập hộp cho cô Phúc chiếc xe vừa xong các bạn ơi. À, cái hộp đáng hiểu siêu xe giá là 540k thì mình trả được bớt được 20.000 các bạn ơi. Ở đây lấy ra khui từ trong hộp ra, nó màu xanh, tượng chai thì mình sử dụng màu xanh các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Kéo này ra lên nè các bạn, nó đây nó có nút, kéo này lên, dỡ lên, dỡ lên thì nó sẽ vô cái khớp chỗ này nè, các bạn thấy cái khớp chỗ này nè, khớp vô khớp, đó, khi mà nó vô cái khớp á thì giờ mình bẻ cái này xuống vậy là nó ok nha. Còn cái tay lái là mình kéo ra, kéo ra chỗ này nó dài có không, mình kéo ra dán vô, nó có cái chốt nè các bạn ơi, có cái chốt nè, à, có cái chốt nè, dài vô cái chốt thôi, bóp vô dài vô cái chốt, cái này cũng vậy các bạn ơi, nó có cái chốt nè các bạn ơi. Ở đây nó có cái lỗ thì mình bóp, bóp cái chốt này vô, bóp cái này vô, mình dài vô thôi. Các bạn ơi, đó, thì tùy theo cái độ cao hay độ thấp thì mình tăng cái này lên nè các bạn, mình tăng mình kéo cái này lên, à, mở mình phải mở cái này ra nè, mở cái này ra nè, mở cái này ra mình mới kéo lên được, kéo lên tới đâu cũng tùy theo cái độ cao hay độ thấp, kéo lên tới đâu thì nó sẽ chốt xuống tới đó, các bạn thấy không? À, các bạn thấy không? Cái này thì dùng cho bé cũng sẽ từ 4 tuổi cho tới 9 tuổi nha. Nè các bạn thấy, để tăng lên nè. Tăng lên. Rồi thấy không? Khá ok không các bạn? Tôi xin chào các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ nha. Hẹn gặp lại cho các bạn trong video khác. Tăng lái chào các bạn.